của chi đội thôn An Sở Hai. An Sở Hai là như trên đỉnh cái chỗ em hay sao vậy anh? Đấy. À, con nhà cường làm liên đội trưởng à? Liên đội trưởng liên một phát là nuốt hết cái cháu đi. Đây mới đúng là cây nhà lá vườn này. Đây mới đúng trang phục cây nhà lá vườn. Chuẩn chỉ luôn. Không thuê cây nhà lá vườn. Đây mới là quân cây nhà lá vườn. Đấy, ông cái cháu thì đẹp lắm. Đầu tàu nó phải khỏe như thế. Đem cái bàn trong kia đi, dô cái gì? Đem cái gì dô gì mà khó rồi. Tổng phụ trách chúng ta phải đi xuống ấy, chứ không phải đứng đấy đâu. Ông lười, ông cứ đứng ngồi từ chỗ một chỗ. Không đúng của nó là phải như thế. Đúng rồi, ngày xưa là đứng bài, đó là phải chạy ra. Phải chạy ra. Ông ngồi một chỗ, ông... Các cái nghi thức này là... Chạy vuông góc. Ngày xưa ấy. Chạy vuông góc, đứng chào từ tên. Ngày xưa ở cái tuổi này mình đi đội còn dỗi như này.
họ còn phải các anh chị phụ trách phải đi lên chỗ của bà. Vâng, phải lên nhắc nhớ nhớ ấy. Đúng rồi. Đây người trước thế là có mấy trường hợp lúc gần đi thi là dỗ cho mẹ bố nó phải dỗ mãi. Đúng rồi. Hiếu quân. Bực. Nếu là thằng được. Sau các cháu xem lại cái đoạn video này các cháu lại mới đi cười á. 10 năm sau. Đúng rồi. Em nói mày tới tư liệu đó là sau là 10 năm. 10 năm sau. Lúc bây giờ ông hẹ rồi, ông hẹ rồi. Ông hẹ rồi. Vớ vẩn lên cậu ấy. 10 năm sau lên cậu. Giờ đến ông rồi. Giờ đến ông rồi nhìn nữa. Nhiều nữa mà còn bằng cụ cho anh. Lên ông rồi. À lúc đấy thì tôi đã sao những đứa này nó lớn như con rồi này. Ngày xưa ông lại quay mẹ cụ hẹ rồi, tao mới phải cụ hẹ rồi. Mẹ mới đè ai mà nhìn thấy ai.